Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lookgamer đây. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn add-on Crazy Crab cho 1.20 nhá. Thì add-on này chỉ là beta thôi nên là nó khá là ít item. Thì đây sẽ là toàn bộ item của cái add-on này. Add-on đang beta đây là nó khá là ít nhá. À, chủ yếu là add-on này nó sẽ có những cái thế giới kiến. Đây thì đây sẽ là những cái tổ kiến này. Thì cái tổ kiến này các bạn có thể bắt gặp được, nó sẽ spam ngoài tự nhiên như này. Đây. Đấy thì khi các bạn muốn đến thế giới kiến ấy thì các bạn lại gần mấy con kiến này và các bạn bấm vào nó. Đấy thì nó sẽ đưa các bạn đến thế giới của con kiến nhá. Đây rồi sau khi đến thế giới của kiến ấy thì các bạn chờ nó loát ra. Rồi đấy. Đây thì mình sẽ đi khám phá một vài công trình của thế giới này nhá. Đấy bên trong sẽ có đồ như này này. Rồi ở đây nó sẽ có mấy cái lồng spawn của mấy con quái. Đấy các bạn chờ một lúc rồi nó sẽ spawn ra nhá. Đấy thì một số công trình này nó cũng khá là giống trên PC thôi. Còn khi các bạn muốn quay trở về thế giới bình thường ấy thì các bạn tìm đến con kiến này này và các bạn bấm vào người nó lại một lần nữa là nó sẽ đưa các bạn quay trở về Overworld nhá. Đấy, ở đây thì sẽ có 1 2 3 4 5 tổng cộng là 5 block tổ kiến và các bạn có thể đến được 5 thế giới kiến khác nhau nhá. Tí nữa thì mình sẽ đến những cái thế giới kiến này sau. Còn bây giờ thì mình sẽ review qua về những bộ giáp cũng như là mình sẽ review con mob rồi mình sẽ review đến thế giới kiến nhá. Đó thì giáp thì mình cũng chỉ review 3 bộ như thế thôi nhá. Còn lại thì các bạn tự vào và các bạn tự khám phá sau nhá. Còn đây sẽ là về phần vũ khí của cái add-on này này. Đấy thì mình cũng chỉ review sơ qua một vài vũ khí cơ bản thôi. Còn đây sẽ là cung của cái add-on này này. Các bạn có thể giữ vào và nó sẽ bắn liên tục luôn nhá. Đối với cái cung này. Đấy thì đây sẽ là một số công trình spam ngoài tự nhiên. Ngoài ra thì khi đi trên đường ấy thì các bạn cũng có thể bắt gặp được những cái con bò táo vàng như này. Thì các bạn giết nó thì nó cũng sẽ rơi ra táo vàng nhá. Và cũng có con bò táo vàng enchant luôn đấy. Nhưng mà tỷ lệ gặp mấy con đấy thì nó rất là khó. Đối với những cái con bướm này thì các bạn cũng có thể vào được thế giới của nó giống trên Crazy Crab trên PC này. Các bạn có thể thấy là vừa mình đá chạm vào một con bướm này. Đấy thì mình đã đến được thế giới của loài đấy nhá. Đây ở đây sẽ có những cái con Nightmare như này. Thì do là lâu lắm rồi mình cũng không xem về cái mod Crazy Crab trên PC ấy. Nên là mình cũng không rõ lắm về cái add-on này cho lắm. Nên là các bạn nhiều lúc thì mình xem review không được chi tiết lắm ấy. Nên là các bạn thông cảm cho mình nhá. Khi các bạn muốn quay trở về ấy, thì các bạn cần phải tìm cho mình con bướm ở bên thế giới này nhá. Và các bạn bấm vào cho mình. Đấy, thì ngay lập tức thì nó sẽ đưa các bạn quay trở về Overworld nhá. Trong cái add-on này thì cũng sẽ có girlfriend nhá. Khi các bạn sinh tồn thì các bạn cũng có thể bắt gặp được girlfriend. Thì khi gặp được những cái người né thì các bạn có thể dùng hoa hồng để thuần phục nhá. Đấy, các bạn chỉ cần đi vào gần và bấm hoa vào thôi. Đấy, thì như vậy là mình đã thu phục được hai em rồi này. Bây giờ thì khi các bạn đi đâu ấy thì hai em này cũng sẽ di chuyển theo các bạn. Và khi các bạn đánh mục tiêu ấy thì hai em này cũng sẽ đánh theo nhá. Ui, ở đây có con bò enchant này. Bây giờ thì mình sẽ đánh con này để hai em girlfriend của mình đánh này. Đấy. Nó sẽ rớt ra táo vàng enchant cũng là táo vàng thường. Đây thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái tổ kiến dẫn đến thế giới kiến nhá. Mình sẽ để cho các bạn tự khám phá những cái thế giới kiến này nhá. Nên là các bạn tự tải về và các bạn tự trải nghiệm. Mình sẽ vào thêm một thế giới nữa và mình sẽ không review về thế giới kiến này nữa. Mình sẽ qua review những con mob có trong cái add-on này nhá. Thì đây chính là thế giới của con kiến 7 màu này. Thì nó vẫn còn có khá là nhiều công trình đấy. Các bạn phải chờ nó loát ra thì nó mới có hết được công trình nhá. Chứ bây giờ nó đang trong quá trình loát công trình ra ấy. Nên là nó sẽ chỉ có bằng này thôi. Thì các bạn chịu khó khi vào những cái thế giới của những loài kiến đấy thì các bạn chịu khó đứng chờ nó loát hết công trình ra thì các bạn hãy đi khám phá nhé. Bởi vì là mình đang review add-on này nên là mình sẽ không chờ nó, mình sẽ đổi qua trên mục khác luôn chứ không thì clip nó sẽ dài và nó sẽ không được hay.
Bây giờ thì mình sẽ review những con mob có trong cái add-on này nhá. Và khi các bạn xuống đi mai này thì cũng sẽ có khá là nhiều loại quặng đấy. Đấy thì bạn nào mà theo dõi mod Crazy Craft trên PC nhiều thì các bạn cũng sẽ hiểu được những cái thứ có trong cái add-on này. Thì mọi thứ nó đều thì mọi thứ trong đây nó cũng na ná giống trên PC thôi. Bạn nào mà xem nhiều thì các bạn cũng sẽ hiểu rõ nhé. Thì những cái con mob này mình cũng chỉ review sơ qua thôi nha, chứ trong đây nó khá là nhiều luôn đấy. Đó thì add-on này vẫn còn khá là nhiều những con mob nhá. Thì các bạn tải về và các bạn tìm hiểu thêm nhá. Thì đây chỉ là cách cài thôi nhá, còn cách lấy file để tải cái add-on này thì các bạn xuống phần comment và mình sẽ để ở comment ghi nhá. Đây chỉ là cách cài thôi, còn lấy file thì nó sẽ là một cái cách khác nhá. Đây, sau khi đã có cái file này ấy, thì các bạn bấm vào cho mình này. Rồi các bạn bấm vào phần giải nén tại đây này. Đấy, sau khi giải nén xong ấy thì nó sẽ có hai mục như này, một mục là behold pack và một mục là resource pack. Thì các bạn giữ vào mục resource pack trước cho mình nhá. Các bạn giữ vào này. Rồi các bạn bấm vào cắt, sau đó thì bấm vào hai chấm ở đây, chọn Android, Data, kéo xuống và tìm com.mojang.xpi này, file này, game này, com.mojang và resource pack, các bạn dán cho mình. Rồi các bạn quay lại, các bạn quay lại và cắt cho mình behold pack này nhá. Đây, game, com.mojang và behold pack, dán này. Đấy, bây giờ thì các bạn vào game và test thôi.